Xin chào các em. Hôm nay chúng ta học tiếp chủ đề 6, nước Đại Việt đầu thế kỷ 15, thời Lê Sơ. Bài 20, nước Đại Việt thời Lê Sơ là thời kỳ đầu của nhà Lê, bắt đầu từ năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, đến năm 1527, Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê. Tiết 41 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét cơ bản về chính trị, quân sự và pháp luật thời Lê Sơ. Phần thứ nhất, tình hình chính trị, quân sự, pháp luật. Một nhỏ, tổ chức bộ máy chính quyền. Sau khi đánh thắng quân Minh xâm lược, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, xưng là Lê Thái Tổ, khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt và bắt tay tổ chức chính quyền mới từ trung ương đến các địa phương. Đầu tiên, các em quan sát sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương. Chính quyền trung ương đứng đầu là vua. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội. Giúp việc cho vua có các quan đại thần. Ở triều đình có 6 bộ: bộ lại, bộ hộ, bộ lễ, bộ binh, bộ hình, bộ công. Ngoài ra còn có một số cơ quan chuyên môn như hàn lâm viện, soạn thảo công văn, quốc sử viện, viết sử, ngự sử đài, can gián vua và các triều thần. Còn tổ chức chính quyền ở các địa phương như thế nào? Mời các em quan sát sơ đồ. Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền ở các địa phương. Chính quyền địa phương, cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên. Đứng đầu mỗi đạo thừa tuyên là ba ty, phụ trách ba mặt hoạt động khác nhau của mỗi đạo. Đô ty phụ trách quân sự, an ninh. Hiến ty phụ trách việc thanh tra, quan lại, xử án, pháp luật. Còn thừa ty phụ trách việc hành chính, hộ tịch, thuế khóa. Dưới đạo có phủ, châu, huyện và xã. Thời vua Lê Thái Tổ, cả nước chia làm 5 đạo. Đến thời vua Lê Thánh Tông, cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên. Việc chia nhỏ các khu vực hành chính là để dễ kiểm soát và quản lý đất nước. Đây là một nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Mọi quyền hành đều tập trung vào triều đình, đứng đầu là vua. Tính phân tán địa phương cục bộ được khắc phục và hạn chế rất nhiều. Điều đó đã thể hiện một bước tiến trong quá trình xây dựng nhà nước thời Lê Sơ. Mời các em quan sát hình 44 sách giáo khoa. Lược đồ hành chính nước Đại Việt thời Lê Sơ. Các em có thể tự đọc tên 13 đạo thừa tuyên trên lược đồ. Nhìn vào lược đồ, các em thấy lãnh thổ Đại Việt nước ta thời Lê Sơ đã được mở rộng hơn so với thời Trần. Đây chính là thành quả của công cuộc khai hoang, cải tạo đất, đoàn kết trong lao động xây dựng đất nước của dân tộc ta. Tiếp tục, phần 2 nhỏ, tổ chức quân đội. Giống như thời Lý Trần, quân đội thời Lê Sơ cũng được tổ chức theo chế độ ngụ binh ư nông, có nghĩa là gửi binh ở nhà nông. Có hai bộ phận chính, quân triều đình và quân địa phương, bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kỵ binh. Vũ khí thì có đao, kiếm, cung tên. Quân đội được luyện tập thường xuyên và bố trí canh phòng khắp nơi, nhất là những nơi hiểm yếu. Nhưng khác với thời Trần là thời Lê không có quân đội của các vương hầu quý tộc. Vua trực tiếp nắm quyền chỉ huy quân đội. Các em đọc phần in nghiêng trong sách giáo khoa trang 96.
qua đoạn kết thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước. Đó là mỗi thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ. Thứ hai, đoàn kết cũng thể hiện chính sách vừa cương vừa nhu với kẻ thù. Đó là phải cương quyết, canh biệt, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Thứ ba nữa, đoàn kết đã đề cao trách nhiệm bảo vệ đất nước của mỗi người dân, cừng kỳ thích đáng kẻ bán nước. Đó là gì đây? Nếu người nào dám đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di. Phần 3, luật pháp. Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới mang tên là Quốc Kiều Hình Luật, thường gọi là luật Hồng Đức. Hồng Đức là niên hiệu của vua Lê Thánh Tông. Chính vì vậy mà bộ luật Quốc Kiều Hình Luật còn gọi là luật Hồng Đức. Đây là bộ luật nổi bật nhất, quan trọng nhất và có vai trò đặc biệt trong lịch sử pháp quyền phong kiến Việt Nam nước ta lúc bấy giờ. Những nội dung chính của bộ luật: thứ nhất, bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến. Thứ hai, bộ luật có những điều bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ, số quyền của phụ nữ. Mặc dù bản chất giai cấp phong kiến, nhưng bộ luật Hồng Đức lại chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ với những quy phạm bảo vệ quyền lợi của người dân, của tầng lớp dưới, của nô tỳ. Đặc biệt, một số quy định bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. Điều này phản ánh truyền thống nhân đạo, tôn trọng phụ nữ, tư tưởng lấy dân làm gốc, lấy làng xã làm nền tảng của quốc gia. Đây là hình ảnh vua Lê Thánh Tông. Phần bài tập về nhà, các em hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nội dung cơ bản của luật pháp thời Lê Sơ so với luật pháp thời Lý Trần qua nội dung bảng sau. Cô hướng dẫn thêm bài tập về nhà, các em phải nêu rõ hai phần: điểm giống nhau và điểm khác nhau. Điểm giống nhau: luật pháp thời Lý, thời Trần và thời Lê Sơ đều bảo vệ ai, bảo vệ giai cấp nào? Có bảo vệ trật tự xã hội không? Có bảo vệ sản xuất không? Các em dẫn chứng. Điểm khác nhau: khác với luật pháp thời Lý Trần, luật pháp thời Lê Sơ có hoàn chỉnh hơn không? Có đầy đủ hơn không? Và có những điểm tiến bộ nào? Các em cố gắng hoàn thành bài tập về nhà và chuẩn bị phần 2 La Mã. Chúng ta sẽ tiếp tục ở tiết học thứ 2. Chúc các em chăm ngoan học giỏi.